Xin chào anh em, đây là sản phẩm của bạn Tùng Bách ở bên Đài Loan. Tôi quay và chuẩn bị giao hàng cho bạn đây nhé. Và sản phẩm này là một cái viên topa cắt giác kim cùng với hai viên mắt mèo. Ok, chúng ta hãy cùng xem video. Đây là sản phẩm của chúng ta, topa tự nhiên. Đây là giám định nhá. Viên topa tự nhiên cắt giác kim. Viên đá này có kích thước là 10mm, rất là to. Đây là cái giấy giám định của cái nhẫn topa tự nhiên kết Masonite. Thì đây là cái sản phẩm của bạn đấy. Giác kim anh chị nhìn này, rất là sáng luôn. Cái này thì bạn nhớ là cái nhẫn này nó sẽ đẹp khi nó sạch nhá. Chúng ta sẽ phải thật sạch thì chúng ta mới làm cái nhẫn này nó sáng đẹp được. Cực kỳ sạch, viên đá này phải rất sạch, đáy nó phải không có dính bụi. Ví dụ như đây, tôi đang nhìn nó vẫn còn đang dính một chút chút bụi này. Chị nhìn màn hình nó sẽ thấy đấy. Không sao, để chút nó sẽ làm sạch của nó cũng dễ thôi. Tôi làm sạch nó thử nhá. Đây là quay cho làm cho anh chị xem nhá. Đây cái bụi ở đáy này. Để sau có sạch bụi thì viên đá ta đã sáng hơn rất là nhiều và masonite kết xung quanh. Và cái nhẫn giá cắt nó khá là tuyệt vời. À, cái nhẫn này chi phí hết bao nhiêu tiền hả Duẩn? Hóa đơn đâu? Chi phí sản xuất cái nhẫn này là 15.383.000, trong đó cái viên đá này chúng ta trị giá là 4.900.000. Thế còn Masonite chúng ta sẽ hết là khoảng 2.500.000. Và vàng 18K750 tay game với số lượng là 1,22 chỉ. Đây tay game 18K750 nó khắc ở đây anh chị nhìn nhé. Rồi rất là đẹp. Đây là cái mẫu mà ta hay dùng. Ta hay xem được cái mẫu này rồi. Thì ngoài sản phẩm này ra thì bạn ấy có lấy thêm hai viên mắt mèo. Hai viên mắt mèo trắng. Đây, đây là đá mắt mèo. Để chúng ta nhìn mắt mèo đây. Ok không ạ? Đây hai viên mắt mèo trắng nhá. Đó, khá là tuyệt vời. Rồi thì cũng rất là cảm ơn bạn và chúc bạn thật nhiều may mắn. Lần trước thì bạn đã đặt hàng bên mình một cái sản phẩm cũng chuyển sang bên đấy rồi. Đây là cái sản phẩm thứ hai. Ok, cảm ơn rất nhiều. Xin chào và tạm biệt. Chúc bạn vui vẻ với món đồ nha. Xin chào, bye bye.